tôi đi công tác. Đi công tác? Thế là đi với em nào? Bà im đi, bà biết gì mà nói. À, bây giờ còn sợ cái lặng này với tôi à? Tôi muốn ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, bà tưởng tôi sẽ xả. Nhà ư, để nghe những tiếng thở dài của ba mẹ hay tiếng cãi nhau không bao giờ hết. Bạn ư, cả thời học sinh chỉ biết lao đầu vào học, chả có đứa bạn thân nào. Vừa mới thấy cuộc đời mình thật thất bại 18 năm và chả còn gì. Làm sao để giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi dày đằng đẵng này? Giải thoát, đúng rồi, giải thoát, cần phải giải thoát thôi. 18 năm quá đủ rồi, nhưng giải thoát thôi. Thế á, hôm nay mình cũng rảnh này, cậu có cần đi nhờ không? Cậu có điện ra sông Biên không? Có, cậu lên xe đi. Khách sáo thế, sau khao tớ chờ kem được rồi. Ở đây sâu hơn này, nhưng nước xoáy thế này thì khó tìm thấy xác lắm đó nhà. Với lại người ta sẽ kéo tới xem đông lắm, có khi cả truyền hình, báo đài đưa tin cũng nên. Cậu về đi, ở đây đâu còn chuyện của cậu nữa. Nhưng tại sao cậu lại muốn chết? Không liên quan. Sao lại không liên quan? Mình là người đưa cậu tới đây mà. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật mình. Mình không muốn những năm tiếp theo sinh nhật mình cũng là ngày giỗ của ai đó. Mà đằng nào cậu cũng đi chết đúng không? Sao lại chọn cái chết khủng khiếp thế này? Mình có cách này rất lý tưởng cho cậu. Cách gì? Nhưng với một điều kiện, cậu hãy đi theo mình một lúc nhé. Một lúc thôi. Sao tôi lại phải đi với cậu? Vì hôm nay là sinh nhật mình. Mình chỉ muốn có ai đó tổ chức sinh nhật với mình thôi. Cậu đi theo mình. Cậu biết nhiều nơi thật đẹp. Thank you.
quê mình ở gần đây. Hồi bé, ba mẹ mình thường xuyên đi công tác. Chiều chiều, ông thường dẫn mình ra đây chơi. Ông thương mình lắm. Ngày bé, mình nghịch ngợm toàn gây chuyện rắc rối. Ông vẫn luôn bênh mình rồi khuyên dạy mình, chẳng đánh mình thế nào. Nhưng rồi ông... Dòng sông này là do gió thổi mà thành, do thiên nhiên tạo nơi chỗ chúng, nước theo đó mà chảy. Nhưng con người không phải vậy. Hướng của đời người là do con người quyết định.